Việt Nam bị tước bàn thắng phút bù giải U19 Đông Nam Á, trọng tài không công nhận bàn thắng phút bù giờ. Khi Việt Nam hòa Myanmar 1-1 ở trận ra quân giải U19 Đông Nam Á, chiều ngày 18 tháng 7. Phút bù thứ 5, từ đường truyền dài dẫn tới tranh chấp trong cấm địa của Myanmar, Quang Vinh ra chân sút. Tưởng như thành bàn, các cầu thủ Việt Nam hò reo ăn mừng, trước khi khựng lại vì trọng tài chính ra hiệu từ chối bàn thắng. Một cầu thủ áo đỏ được xác định đứng ở tư thế việt vị. Cho rằng cầu thủ việt vị không tham gia vào pha dứt điểm của đồng đội, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cùng các thành viên ban huấn luyện lao ra phản ứng. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Không được công nhận bàn thắng, nhưng Việt Nam cũng có phần may mắn khi giành một điểm trên sân Zelora 10 November, nơi có điều kiện ánh sáng rất tệ, với những khoảng sáng tối khác nhau. Phút bù hiệp 1, khung thành Việt Nam rung lên sau cú sút xa dội cột của Min Mo O. Hiệp 2 diễn ra được 8 phút, cột dọc một lần nữa lại cứu thua cho thầy trò Hứa Hiền Vinh. Thủ môn Đình Hai ra vào không hợp lý, bó tay khi đường tạt của cầu thủ Myanmar đi quá tầm thành pha dứt điểm. Nhưng bóng sau đó lại đập cột nảy ra. 3 phút sau pha hỏng ăn này, Myanmar mở tỷ số. Trong tình huống phạt góc, hàng thủ Việt Nam đứng khựng lại, để đối thủ thoải mái đánh đầu ngược ra sau. Hậu vệ Phio Pearson không bị ai theo kèm, tung cú sút cự ly gần, đưa bóng đi qua hai chân Tuấn Khải vào lưới. Sau bàn thua, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh liên tục thay đổi nhân sự, và một trong số đó đã trở thành người hùng. Phút 69, nhận thấy thủ môn Myanmar dâng cao, Quang Dũng sút ngay từ khoảng cách 30m, bóng đi liền, cắm vào góc cao mang về bàn gỡ 1-1 cho Việt Nam. Sau khi có bàn gỡ, Việt Nam lấy lại tinh thần, chơi tấn công tốt hơn. Đội có nhiều pha lên bóng nguy hiểm nhưng những đường truyền cuối hay dứt điểm lại không chuẩn xác. Việt Nam sẽ gặp Australia ngày 21 tháng 7 và Lào ngày 24 tháng 7 ở những trận đấu tiếp theo của bảng B. Giải U19 Đông Nam Á 2024 có 12 đội tham dự, chia thành 3 bảng. Kết thúc vòng bảng, 3 đội dẫn đầu cùng đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết. Tại giải này, Thái Lan và Australia đang giữ kỷ lục với cùng 5 lần vô địch, còn Việt Nam mới một lần vào năm 2007. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.